mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu tới một cái dòng body vip ở bên nhà em nha. Cũng không phải là mới gì đây, nhưng mà tại hiện tại em đang đổi thành cái hũ màu trắng á. Lúc trước á là hũ hồng đậm, thì bây giờ em làm luôn cái hũ màu trắng cho mọi người dễ phân biệt á. Tại vì có nhiều má em nhắn tin em gửi hình cho cái biết trả lời em hỏi là lấy hũ nào á, thì mấy chị thường trả lời là gì phải không, lấy hũ hồng. Mà trong khi á, kem bên em á, hai hũ, cái hũ nào cũng là màu hồng, chỉ có hồng đậm và hồng nhạt thôi. Thì hiện tại cái hũ mà body vip bên em á, là hũ hồng đậm á, hiện tại á, thì bên em làm, bên em đổi màu thành màu trắng luôn nha. Là sau này em chỉ em sẽ dùng hũ màu trắng ha. Đây em sẽ test luôn cái chất kem cho mấy bà coi. Chất kem là chất kem bạn người mê, em đảm bảo với mấy chế luôn là ai xài rồi là không có bỏ em được luôn nha. Đây nè, xức vô một cái nó thấm mà nó trắng nhanh cực kỳ. Coi cái cùi chỏ xem nè mấy bà, coi cái cùi chỏ của em nè, trắng tưởi chằn tươi luôn đó, thấy không nè, cùi chỏ nè nè ha. Bên đây là hơi sậm tí nè, quýnh bên đây lên miếng nữa đó. Tôi đảm bảo với mấy bà xức vô một cái là mát lạnh, lộ miếng băng kem. Lộ miếng băng kem đúng không? Lộ miếng băng kem nào á, thiệt luôn, tôi cho mấy bà nghỉ chơi với tôi luôn đó nè. Xức vô cái là thấm liền. Cái này là cái body vip siêu kích trắng bên em, mà đã vậy nó còn kháng nước ha, nó làm mờ đốm thâm sạm đó nè. Xức vô cái mát lắm bà, xức vô y gan như cái kem này, bà bỏ vô tủ lạnh bà xài. Tôi nói với bà càng xài là càng trắng đó nè, thấy chưa nè, thấy chưa nè. Tôi bao mấy bà xức 3 lớp luôn, mà bình thường cũng đâu ai xức 3 lớp chi cho hao kem đúng không mấy bà. Đó, thấy không nè, nhìn cái ngón tay với cái bàn tay là nó khác nhau rõ ràng đúng không. Đó, hũ kem này á bên em bán với giá là 200.000 nha. Đó, hiện tại thì em vẫn còn xài cái mẫu tem này cho nó hết nè. Đó, rồi mai mốt em cũng để coi em có quyết định là nên đổi luôn cái thiết kế hay không, nhưng mà hiện tại là đang dùng cái mẫu tem này nha mọi người. Đó, sỉ của em vẫn còn dùng mẫu tem này bình thường nha. Đó, miễn có cái tem này là bên nhà em nè. Là cái thứ nhất nè, cái thứ hai là mua hàng á mọi người á, muốn chính xác luôn á là đặt ngay chân trực tiếp em nè. Ai mà mua hàng đầu tiên thì phải chuyển khoản cho em, tên tài khoản là Nguyễn Thị Ngọc Lan là em nha. Em là bé Lan là em đó. Cho nên là ai mà kêu chuyển khoản mà tên khác là không phải bé Lan đâu nha mấy chị. Là cô Trừng đó, bé Lại, bé Đào gì đó. Đó. Thấy không nè, ho lên cái nó thấm mịn cực kỳ luôn má ơi, má xuất sắc luôn. Nè, thấy rõ ràng không? Nè, cái cổ với cái mặt mới vừa xuất lên cái nó khác nhau liền không? Mà tôi nói với bà nha. Các bà xuất vô mà hầm cái không? Tôi cho bà nghỉ chơi với tôi luôn. Đó, thấm nè má ơi. Đây nè. Đây nè, đó. Đây nè, vô cái cổ trắng tư luôn má ơi, lộ miếng băng kem nào là tôi cho bà chia tay tôi luôn. Đó. Đó. Thấy chưa? Đó. Bán kem biết mà đổi công với chuyện luôn là biết cái kem tôi đi hàng cỡ nào đó nha. Đó. Bàn tay, ngón tay hai màu khác nhau rõ ràng thấy không? Hai bên khác nhau luôn. Đó, mua hàng inbox cho em nha mọi người. Tắt giùm anh.